bạn là ai trong năm 2017? Một năm mới đang tới với thách thức, cơ hội đang chờ đón chúng ta. Và bạn sẽ là ai trong số 2.000 Kangaroo? Một chuyên gia sáng chế, một giám đốc kinh doanh tài giỏi, một kế toán chuyên nghiệp, một nhân viên xuất sắc hay một công nhân lành nghề? Bạn có mục tiêu và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn con đường tốt nhất. Phá vỡ kỷ lục về sản lượng doanh số sẽ cán mốc 200 tỷ đồng. Nghĩ giàu và làm giàu cho ngành hàng thiết bị nhà bếp, luôn phục vụ tất cả các địa chỉ của khách hàng trong vòng 24 giờ. Làm sao khách hàng khi mua sản phẩm Kangaroo cảm thấy yên tâm và luôn luôn lựa chọn cái sản phẩm thương hiệu Kangaroo? Hành động đột phá ngay lập tức. Làm việc theo kế hoạch, mục tiêu đến sáng. Không ngừng học hỏi, sự nỗ lực trong công việc. Chuyên nghiệp của đội ngũ bán hàng, chuyên nghiệp là chuyên nghiệp mối quan hệ tốt với đối tác và khách hàng. Giỏi hơn trong lĩnh vực của chính bản thân mình. Tôi cần sự định hướng của ban tổng giám đốc, sự phối kết hợp giữa các phòng ban hỗ trợ giúp đỡ tôi. Phát triển thêm các địa bàn mới, mở rộng hệ thống các siêu thị tại các tỉnh, tăng cường nhân sự quản lý. Sự tập trung và tinh thần chiến thắng. Nắm bắt mọi cơ hội bán hàng, dù cho cơ hội đó là nhỏ nhất. Tôi sẽ triệu tập hệ thống kinh doanh của nhà đầu tư, chia target theo tuần và hỗ trợ họ, cùng họ thực hiện theo ngày. Làm hơn những gì mà mình đã được yêu cầu, luôn luôn hướng về phía trước. Mỗi sáng thức dậy, em sẽ dành 15 phút để mình gạch ra những cái đầu dòng ấy, và sau đấy mình sẽ thực hiện từng cái gạch đầu dòng đấy. Xây dựng cái nhân vật vô lý đào tạo để nâng cấp đội ngũ bán hàng. Năng lượng và khả năng bên trong mỗi cá nhân là vô hạn và không có một giới hạn nào cho sứ mệnh của chúng ta. Mục tiêu của bạn chính là những gì bạn đã từng nói ra. Sứ mệnh là do chính chúng ta tạo ra, và nó mang đến cho bạn cơ hội, đam mê và hạnh phúc. Và thành tựu sẽ đến từ việc dám chấp nhận rủi ro. Cơ hội đến từ trong gian khó, và sự vượt trội đến từ những người không bao giờ bỏ cuộc. Tại Kangaroo, bạn được là chính mình, được khám phá, được hoàn thiện và được vượt trội để trở nên tốt nhất so với chính bạn. Chúng ta cùng tạo ra một môi trường bình đẳng, cởi mở và tôn trọng là động lực để năng lượng của bạn trở thành hiệu suất trong công việc. Công việc của bạn trở thành đam mê và đích đến cho mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Kangaroo mang đến những đảm bảo về sức khỏe tài chính, nơi bạn có thể theo đuổi đam mê và hiện thực hóa những mục tiêu của mình, cơ hội giao lưu và sẻ chia với những người cùng chí hướng. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để hướng tới những thành tựu vĩ đại của mỗi cá nhân. Hãy thể hiện bằng xứng đáng, sống động và độc nhất trong năm 2017. Dù bạn là ai, dù thất bại hay thành công, hãy nỗ lực làm mới bản thân mình để đam mê sẽ luôn bên bạn. 2017, hãy cùng chúng tôi lập mục tiêu nghề nghiệp, chia sẻ với đồng nghiệp, trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp, suy nghĩ tích cực, không chỉ trích, không giải thích, hãy đưa ra giải pháp. Lập kế hoạch cho các công việc bạn biết là sẽ trì hoãn, 15 phút mỗi ngày, đọc một cuốn sách, đi bộ hoặc cà phê để tinh thần thư thái. Cho phép mình nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Hãy luôn luôn vận động để mỗi ngày trôi qua đều trở nên khác biệt. Mỗi việc bạn làm đều tạo nên giá trị, và hãy cùng Kangaroo mang đến những giá trị mới cho xã hội. Chúc mừng năm mới 2017, rực cháy đam mê. Kangaroo cùng nhau phát triển.